Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có một cái iPad giới thiệu thì anh em nào mà quan tâm tới dòng iPad để xem YouTube á, với lại giải trí rồi thì alo cho mình nha. Mình có dòng iPad 2, iPad 3 là chuyên của Apple anh em. Chuyên của dòng quả táo nha. iPhone xong nó ra tiếp iPad này. Đó. Dòng này thì iPad 2 bản Wi-Fi 16GB dành cho anh em xem YouTube. Ok luôn. Máy thì ngoại hình cũng còn ok đẹp anh em, tầm 96-97%. Đó, lưng rồi thì cũng còn ok. Đây là iPad 2 nha anh em. iPad 2 bản Wi-Fi 16GB. Máy thì mình đã tải Zalo rồi về hết anh em rồi. Dù Wi-Fi là quốc thôi. Máy dòng này đường âm thanh nó không lớn anh em. Đó, xem nó không sướng ha. Sáu ghi nha anh em. Đa số tất cả máy dòng này là 16 ghi hết. Đó, Zalo đồ có sẵn hết rồi. Kính đẹp nha anh em. Đây, kính dùng rất là mướt. Đa số là còn đẹp. iPad 2 cái dòng này thì 16 ghi. Giá xả luôn nha anh em, 1390. Giá cực mềm luôn. Anh em mua thì alo nha. Số điện thoại đặt máy là 0355 356 356 của mình nha. Cọc trước cho mình cái cọc về thêm 100k. Mấy cái dòng này cọc trước 100k là mình sẽ gửi máy nha anh em. Mấy con này cọc trước 100 hết, tự dòng này nó nặng anh em, gửi đi nó rất là tốn chi phí ship nha, nên là anh em phải cọc 100k thì mình mới ship. Cọc tới thì anh em cứ trừ vào tiền ship thôi, trừ vào tiền cọc thôi. Anh em nào mà chịu khó thánh là mình bao ship nha, còn anh em nào mà cọc tiền á thì mình sẽ không có bao ship. Tiền ship tầm 30 ngàn nữa anh em tự chịu nha. Cọc trước 100k Viettel là ship máy cho anh em. iPad 2 để giá này 1390 thôi, quá bèo. Mình có bán cái dòng bao da này luôn, 120.000 một cái. Anh em nào thích bao da thì alo thêm, mình sẽ lấy bao da cho anh em xem luôn nha. Đây nha anh em, đây là bao da của nó nè. Anh em nào mà thích mua bao da thì alo thêm bao da, 120.000 nữa thì anh em bỏ cái máy tính bảng vô nó rất là ok nha, nó khỏi sợ bị bể ha, xài rất sướng. 120.000, anh em nào thích thì lấy thêm ha. Đây, iPad 2 thì mình có được 5 con. Nem ngoài bát hai trên kia là nó, đây là anh em. Đó. Nói chung ngoại hình thì giống nhau hết thôi. iPad 2 16GB. Tiếp theo cho anh em là dòng iPad 3. Đây. iPad 3 này anh em, kính rất đẹp nha. Đó, mặt sau thì xước sát nhẹ nhẹ không đáng kể. 16GB hết anh em. iPad 3 thì tốc độ nó chạy nhanh hơn iPad 2. Đó, anh em thích nào mua iPad 3 thì lấy iPad 3 thôi. Đó. Bao da thì giống nhau hết. Kính thì ok nha anh em. Đó, iPad 3 này. Chạy rất là mướt nha. Nói chung xem YouTube rồi này nọ, Zalo, Facebook thoải mái. Thấy cái này mình chưa tải. Anh em mua xem mình sẽ tải về. iPad 3 thì chạy nhanh hơn nha, mắc hơn 300 ngàn thôi. Giá 1690, giá xả hết rồi anh em. Giá này là cực xả cho anh em rồi nha. Xả mạnh luôn á. Mình còn được tầm 10 cây hơn 10 cây. Anh em nào mua thì giải quyết luôn cho nhanh gọn. 16GB. Nếu mình nhập cái dòng khác về bán. Đó, anh em thích alo nha. Mọi chức năng ok hết. Cái dòng này đặc biệt là nghe nhạc rồi rất là ấm, sướng. Đó, lo lướt rồi ok luôn. iPad 3 thì giá của nó là 1690, mắc hơn iPad 2 3 xị. Đó, mình có tổng cộng mỗi thứ là 3-4 cây, 5 cây. Còn mấy cây sạc pin ngoài kia nữa. Ok nha anh em nào cần thì alo nha. Đó là dòng iPad còn của Apple, còn đây là mình có cái dòng của Intel này. Nói chung mình hay bán dòng này trong kênh của mình, tự mình hay có cái dòng này ha. Dòng này dòng xá siêu thị anh em, dòng mà xá siêu thị cũng là máy tính bảng thôi, nhưng mà nó có đầy đủ phụ kiện, kéo cáp sạc tai nghe, máy màn hình 7 inch thôi. Còn cái dòng iPad á thì màn hình 9.7 nha anh em, 9.7, còn cái dòng này 7 inch thôi. Đây, táp Intel 7 inch. Con này để anh em giá của nó là 1290, máy mới chưa sử dụng nha anh em. Máy mới 7 inch ha, 1290 full box. Đó, chưa sử dụng luôn. Chuyển khoản tháng thì anh bao ship nha. Còn cọc thì anh em tự chịu phí ship. Tiếp theo cho anh em là một con Samsung, còn cái bao da luôn. T561 anh em, là con gọi là con Tab E á, màn hình 9.6 nha. Rất là lớn nha anh em, dòng Samsung. Samsung để mình nói cho anh em coi này.
hết ha. Thông tin thiết bị này, tab E này, là gì tab E nha anh em, 9.6. Con này để anh em giá 1950 máy đẹp tầm 99% nha anh em, 99% màn hình. Con này là 9.6, xài Zalo, Facebook, các kiểu đa điều, ok hết ha. Rồi clip này xin tạm dừng tại đây nha. Thân ái chào cả nhà, chúc anh em sức khỏe nha, nhớ bấm đăng ký kênh mình để đón xem clip mới nhất từ kênh mình nha.